Ok anh em nhé, lên sóng cho một ít dòng hỗn hợp rất quen thuộc rồi, hiệu Panasonic và KDK. Hai cái thời gian là một các bạn nhé. Công suất là 12 lít một ngày, điện áp 220V, tất cả sơn zin đẹp tầm 85-90%. Đã về trình sẽ rồi, anh em về chỉ việc cắm điện và sử dụng thôi các bạn nhé. À, trong kia anh em mình, đấy. Cái chất lượng thì đều hoàn toàn giống nhau. Dòng này thì bên mình cũng lên video rất chi tiết sâu, cả trong cả ngoài. Các cái bệnh khắc phục dòng này anh em nhé, dòng Panasonic này, đây có quay sách này. Nó đây là KDK hoặc là Pala thì nó đều là một các bạn nhé. Công suất đều sử dụng là tầm 12 lít một ngày, sử dụng cho phòng tầm 25-30m², rất ok anh em nhé. Thông số các bạn nhìn, 12 lít một ngày các bạn nhé. Chung là đẹp đẹp và xem xịp, na ná nhau thôi. Anh em cần sản phẩm thì alo cho mình qua số điện thoại 0979 665 264. Ngoài các dòng 12 lít này thì mình có các dòng 15 lít cũng của Pala và các dòng khác nữa các bạn nhé. Anh em có cả dòng Winpour, mình đều phục vụ đầy đủ cho anh em. Thì video này mình lên cho anh em dòng Pala cho anh em tiện theo dõi. Ok, anh em cần alo cho mình qua số điện thoại 0979 665 264.